What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá và đập hộp thêm một em bàn phím cơ nữa. Và em bàn phím cơ này thực sự thì cái giá của nó quá là hời. Và mình cũng không rõ vì sao mà các anh Pháp sư Trung Hoa mà lại có thể làm ra một cái đĩa hơi như thế này. Ok, thì không để các bạn đợi lâu nữa, mình cùng đi đập hộp review luôn nha. Let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp thì như các bạn thấy ở đây, nó không hề có cái gì luôn. Không có màu mè gì hết. Một cái hộp trắng tinh luôn. Đấy. Và cái con phím này thì nó sẽ có mã là F75. Các bạn nghe cái tên thì layout của nó sẽ là layout 75. Mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy phía bên trong sẽ có một cái tấm mút rất là dày. Đấy, cái mút này mà để lót qua mấy cái phím bị rỗng thì đúng bài luôn. Rồi biết con phím thì sẽ nằm ở giữa đây. Đó. Chúng ta có thể nhấc lên. Rồi, để phim một bên trước. Ở trong này thì chúng ta sẽ có được tặng kèm thêm một cái dây cáp tai C, túi tai A nữa và dây cáp bọc dù khá là dày dặn. Tuy nhiên thì con này thì nó lại không có tặng thêm đồ nhổ cái cáp hay nhổ switch gì cả, chỉ là một cái lớp mút nữa vào trong để bảo vệ bàn phím thôi. Đây, và đây sẽ là bàn phím của chúng ta. Đó, phiên bản mình đang mở hộp đây là phiên bản màu trắng. Nó sẽ còn một cái phiên bản nữa là phiên bản màu đen nha các bạn. Layout 75 nhìn rất là đẹp. Khi mà mình cầm con này lên thì mình đã nhớ ngay đến một cái con cũng khá là nổi tiếng, cũng hot cách đây khoảng tầm nửa năm thôi, khoảng tầm một năm đó, khoảng năm ngoái. Nó cũng khá là hot và cũng rất là đẹp nữa. Và như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ có một cái layout 75. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khác một chút là chúng ta vẫn sẽ có một cái dàn phím ở đây. Và chúng ta sẽ có thêm 5 phím và sẽ có thêm một con lăn. Con lăn này sẽ là nằm ngang chứ không phải là một cái núm vặn như bình thường. Và như các bạn thấy thì con này mình sẽ nhìn thấy ngay là nó rất giống một con, đó là con MMD75. Con đó thì ngày xưa chỉ bán kit thôi. Và kit của nó ngày xưa cũng đã tầm 1 triệu, 1 triệu mốt gì đấy, mình không nhớ. Không biết chính xác lắm. Nhưng mà bây giờ thì con này thì nó có một cái form y chang. Rồi để mình xem được coi con này nó có những cái gì nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái bộ keycap của nó sẽ là keycap bình thường thôi, kiểu ABS, và nó sẽ là double shot để chúng ta có thể xuyên led. Chuẩn thì cũng sẽ là chuẩn OEM, cực kỳ là thông dụng luôn. Đó, cái kiểu keycap như thế này thì mình thấy rất nhiều phím cơ bây giờ nó đã sử dụng rồi, không có gì lạ hết. Về cái độ dày thì mình thấy nó khá là mỏng, nói chung về cái này thì mình chê nha. Cũng sẽ có xuyên led double shot, tuy nhiên thì nó không có được dày lắm. Nhưng mà với cái bộ keycap này chúng ta sẽ tận dụng được tối đa cái phần led của con này, tại vì con này có hỗ trợ led RGB mà. Rồi chúng ta sẽ xem luôn cái switch đi. Switch của con này thì sẽ là red switch. Đó, chúng ta sẽ thấy hãng của nó thì là một cái hãng no name. Mình cũng không biết nó tên đọc là cái gì nữa. Nhưng nó red switch khá là giống cái kiểu của Otemu. Chân đồng đây. Cũng không được mượt lắm đâu, nó hơi sạn. Tại vì cái con này là con dạng con giá rẻ mà. Đây, chúng ta sẽ xem luôn ở phía dưới nha. Đó, mặt con này thì sẽ là mặt ngược. Như các bạn thấy đây, led nó nằm ở phía trên. Và chúng ta sẽ thấy có hot, mặt sẽ có hỗ trợ hot swap 5 chân. Blade sẽ là blade thép. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy nó có lót luôn cả full arm đầy đủ ở phía trên lẫn phía dưới luôn. Về cái strap thì chúng ta thấy nó đã được lúp qua rồi. Và cái strap này nhìn có cũng khá là đẹp. Màu nó cái kiểu màu xanh chuối ấy. Và cái strap này mình đã thử thì nó khá là chắc. Và cũng như đã được móc sẵn rồi, cho nên là mình thấy bấm nó khá là ok. Tí nữa mình sẽ sao test cho anh em xem. Đó, và với cái blade thép này thì cái con này có một cái độ đầm nhất định. Và đồng thời là cái trọng lượng của nó cũng sẽ lớn hơn những cái con mà sử dụng blade PC như bây giờ. Cầm nó lên rất là chắc tay. Và cái độ cứng cáp của nó thì không phải nói rồi. Vặn xoắn thì chắc chắn sẽ không có cái cảm giác ọp ẹp hay là cái cảm giác bị uốn cong như những cái con dùng blade PC. Như con này thì nó dùng blade thép cho nên nó sẽ rất là chắc, cho cái cảm giác gõ nó cũng đầm tay hơn khá là nhiều. Cái này thì có tùy sở thích thôi nhé. Về cái bên ngoài của em nó nữa thì chúng ta thấy là nó sẽ có hơi dư ra một đoạn này, và cái phần mũi tên nó sẽ đẩy xuống một xíu, chắc là để dành cho cái chỗ để chúng ta có thể xoay cái con lăn này nó dễ dàng hơn. Đây, khi mình xoay thì nó sẽ không bị cấn, và nếu như mà cái này nó đẩy sát quá thì chúng ta lăn con này nó sẽ hơi bị cấn. Thiết kế này thì khá là thông minh. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi thừa ở chỗ này, nên sẽ hơi
nhìn nó hơi chuối, đó, nó sẽ có vát nhẹ nữa. À, ngoài ra thì chúng ta thấy là cái phần từ SC đến F12 này nó sẽ dồn vào hết cỡ luôn, đó, để chừa ra một khoảng như này để chúng ta có thể thêm một vài nút. Rồi chúng ta có thể macro những cái này, tại vì nó có phần mềm mà. Đó, macro được những cái nút này thành những cái nút cần thiết. Ở phía trên này chúng ta thấy cái ba cái đèn báo khá là to. Chúng ta sẽ qua mặt sau một xíu nhé. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được là nó vẫn sẽ có kickstand nâng hạ độ cao. Đó, có chân cao su rất là dày ở đây. Bốn cái chân cao su. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái khay để đựng USB receiver. Và cái này thì không phải là hít nam châm nha. Chúng ta sẽ dùng cái giống như là một cái kẹp vậy. Đó, cái nẹp để nẹp cứng lại. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tên của hãng là Taiya Hero, nhìn khá là lạ. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái này nó cũng OEM chung với lại con MMD75 thôi, nên cái kiểu dáng nó y chang luôn. Chúng ta sẽ có một số cái thông tin cơ bản cũng như cách sử dụng cơ bản ở đây. À, tại là vì con này nó không có cái hướng dẫn sử dụng ở trong hộp cho nên là chắc là nó phải in ở ngoài này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có những cái cần gạt để thay đổi ba chế độ. Ở giữa sẽ là dùng dây nha các bạn, nó hơi nhỏ một xíu. Và ở bên này nó sẽ có Bluetooth và 2.4G. Cái cần gạt này thì nó sẽ hơi lún sâu ở phía trong một xíu, cho nên các bạn sẽ phải ấn vào thật là mạnh thì nó mới gạt được. Có lẽ là cái này do nó lót foam quá là dày cho nên nó đẩy cái mặt PCB lên. Ngoài ra thì em này còn có một cái rất là đặc biệt nữa, đó chính là cái phần LED viền xung quanh ở đây. Chúng ta sẽ thấy có một cái dải LED chạy xung quanh như này. Đó, và LED này cũng rất là sáng nha. Đó, phía trên này là có cái cổng Type-C, đây dải LED của nó đây, rất là đẹp luôn. À, tuy nhiên thì như các bạn thấy có một cái điểm yếu là khi mà cái cây của con này này, đó, nó bố trí các vị trí các con ốc nó không được ok cho lắm. Nó có cả ốc ở dưới đây nha. Khi nào mình mở ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở con này. Đó, đáng lẽ ra nó phải bố trí con ốc ở đây thì cái cây của nó sẽ không có bị ốc đẹp ở file vị trí này nữa. Đấy. Do con này đang sử dụng một cái foam phía dưới đáy rất là dày nên là nó dễ rất là dễ bị kên. Các bạn có thể mở ra và móc lại cái foam đấy cũng được. Nói một chút về cái con lăn này thì mình thấy con lăn này nó rất là nhẹ luôn và nó không có khớp rõ ràng. Cái này thì nhờ có tùy sở thích mỗi người. Mình thì lại thích những con lăn mà nó có khớp rõ ràng thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái này nó lăn rất là nhẹ và mượt, lăn êm lắm, đó, mượt mà cực kỳ luôn. Đó, mình sẽ thử bật LED lên cho các anh em xem luôn. Đây, mình sẽ chuyển sang 2.4G đi. Đấy. Em này thì tất nhiên là sẽ có hỗ trợ LED RGB rồi. Đó, sau khi mà cắm cái USB vào trong máy nhé, thì LED này nó sẽ ngưng sáng, ngưng nhấp nháy tại vì nó sẽ có kết nối rồi. Còn nếu mà chúng ta chưa cắm cái cục USB vào hoặc là chúng ta đang chưa có kết nối Bluetooth thì cái đèn này nó sẽ cứ báo nhấp nháy miết là lúc nó đang tìm thiết bị chứ không phải là do bị lỗi đèn gì đâu nha. Cái này tất cả các cái bàn phím không dây thì nó đều có cái những cái chức năng tương tự như vậy. Cho nên là nhiều bạn thì cứ hỏi là sao cái LED nó nhấp nháy thì thực ra nó là do nó đang tìm thiết bị thôi chứ không có gì hết. Rồi, như các bạn thấy thì cái đèn LED xuyên qua khá là tốt tại vì con này là mặt ngược cho nên là LED nó sẽ xuyên qua những ký tự phía trên đây. Và những cái ký tự này mình thấy nó làm khá là ổn. Ngày xưa thì những con bàn phím mà được trang bị những cái keycap xuyên LED với cái ký tự như thế này thì phải nói là một trong những cái hàng rất là đẹp rồi, top tier rồi đó. Còn bây giờ thì thường người ta sẽ không chơi xuyên LED nữa. Đây, như các bạn thấy thì mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua cái phần LED viền của em này. Cực kỳ mượt luôn. Đây, nó chạy xung quanh luôn nha. Con này thì được cái LED viền của nó quá đẹp. Không cần phải bàn cãi rồi. Về cái LED trên bàn phím này thì chúng ta vẫn có thể tùy chỉnh bằng thao tác ấn phím trực tiếp ở đây. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng phần mềm nhé. Thì bây giờ mình sẽ show cho anh em xem một số cái hiệu ứng đèn LED cơ bản của con này. Và nếu như các bạn muốn chuyên sâu hơn thì các bạn có thể sử dụng phần mềm để mình custom lại cũng như là macro lại con bàn phím này. Cái đó thì khá là dễ dàng rồi. Và để chỉnh cái LED viền thì chúng ta sẽ ấn FN và lại cái nút Control nhé. Nếu mà chúng ta mỗi lần ấn thì nó sẽ đổi màu hoặc là đổi chế độ luôn. Đấy. Nó có thể đổi được 7 màu và có chế độ tắt LED cũng như là chế độ chạy LED rainbow như thế này. Cực kỳ mượt.
Mình rất thích cái kiểu con bàn phím có cái kiểu led viền như thế này nha. Nhìn nó hơi màu mè một xíu nhưng mà nó nhìn nó rất là luxury luôn á. Ok, sau khi test led xong thì mình sẽ chuyển luôn sang cái phần sound test để cho anh em nghe về cái âm thanh khi mà mua con này stock về thì nó có ok không. Như vậy là mình đã vừa mới sound test cho anh em xong. Về cái nhận xét của mình thì cái con này bấm khá là ổn, cách start nó làm cũng ok rồi, đã có lúc sẵn và cũng có cân chỉnh sơ, cho nên là khi các bạn gõ nó không có tiếng lọc sọc quá nhiều. Đó, cái tiếng của nó hơi sẵn sạn thì mình nghĩ là do từ cái switch của con này thôi. Switch của con này thì nó không được ngon cho lắm. Đấy, switch này thì dạng switch giá rẻ mà, nếu mà anh em có tiền thì anh em có thể đầu tư thêm một cái bộ switch lúc sẵn nữa, ngon nghẽ. Hiện tại thì những cái bộ switch mà lúp sẵn trên thị trường thì giá nó cũng rất là rẻ rồi, khoảng tầm 4.000 là cũng đã có rồi, bấm sẽ khác hẳn ngay. Và nếu như mà anh em muốn mình mod cái con này lại cũng như là làm một cái video chi tiết về phía bên trong thì anh em cứ để lại comment nhé, để mình làm sau. Và anh em đoán thử xem, thử coi với những cái chức năng như vậy thì cái con bàn phím này giá của nó sẽ bao nhiêu. Giá thành nó chỉ có tầm khoảng hơn 700.000 thôi, thì có lẽ đây là một trong những cái con bàn phím mà mình thấy nó hơi ảo. Về những cái ưu điểm của con này, tất nhiên thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là đầu tiên là mình phải nói về cái vấn đề đó là cái độ đẹp của con này. Đây, quá là đẹp luôn. Hoàn thiện cũng cực kỳ là chắc chắn luôn. Về led thì không phải nói rồi, đây là cái điểm nổi bật nhất. Chúng ta vẫn sẽ có hỗ trợ hot swap 5 chân, không dây 3 chuẩn kết nối luôn. Sẽ có cả phần mềm, layout 75 và có cả con lăn này nữa. Đây là một trong những cái mà mình nghĩ là nó tập hợp hầu như hết tất cả những cái thứ mà chúng ta cần ở một cái con bàn phím hiện tại rồi. Chúng ta chỉ có thiếu một chỗ nữa là cái bộ keycap nó đẹp hơn hoặc là cái bộ switch nó tốt hơn thôi. Nhưng mà theo mình thì với tầm 800.000 mua về xài ngay lập tức mà lại có thể có cái độ hoàn thiện tốt như thế này thì rất chi là hiếm luôn nha. Và nếu như anh em muốn tham khảo thêm các cái thông tin chi tiết của con này thì mình có để link ở trong phần mô tả nhé. Và nếu anh em muốn mua thì mình có luôn cả link shop mình ở trong phần mô tả của video. Nếu anh em có ý kiến gì thì hãy cứ comment trong phần bình luận của video nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye. À quên.
con này nó còn có phiên bản màu đen nữa, cực kỳ đẹp luôn. Đây 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 đây, phiên bản màu đen đây nha anh em. Màu đen thì led nó sẽ tối hơn khá là nhiều so với lại màu trắng. Đó, như các bạn nhìn thấy đây, led nó sẽ tối hơn. Tuy nhiên về cái màu của nó sẽ trầm hơn, nhìn nó cũng chất hơn một nấc luôn đấy. Nói chung là mình vẫn thích cái màu đen hơn. Đặc biệt là cái dải led ở trên màu đen thì nhìn nó nổi bật hơn là màu trắng. Để trên bàn decor thì nếu như mà các bạn để theo cái kiểu decor full đen hoặc là full trắng thì nhìn nó cũng đều chất ngất hết.